tiết kiểu gì không biết. Vừa mới ngày hôm qua đã nắng lại còn nóng nữa. Thế mà sang ngày hôm nay trời mưa to luôn. Mà mưa đã to lại còn lạnh nữa. Đối ngược hoàn toàn so với ngày hôm qua. Rõ ràng bây giờ đang nhẽ phải sang mùa hè cơ mà. Nhưng mà bạn nào ở miền Bắc thì mới biết cơ. Chứ ở miền Nam thì suốt ngày nắng nóng, làm sao mà biết được thời tiết ở miền Bắc. Thời tiết ở miền Bắc nó cứ như thế này này, lúc nắng lúc mưa, lúc lạnh lúc nóng. Mà thời tiết mưa to như thế này thì hôm nay làm sao làm video cho các bạn xem được. Vẫn làm video tốt chứ sao? Có cái gì mà không làm được? Chẳng nhẽ làm video tắm mưa chắc? Dạ, tắm mưa thì có cái gì mà làm. Bây giờ anh em mình thực hiện thử thách chơi Bobby đi. Bobby chơi làm cái gì? Bobby chơi chán rồi còn đâu nữa. Đây là Bobby đời cũ thì chơi chả chán. Bây giờ người ta phải chơi Bobby đời mới. Uầy, Bobby mà cũng có đời cũ với cả đời mới cả. Đây này, đây là Bobby đời mới 2023. Bobby đời mới năm 2023 mà lại bé tí như thế này. Đây cơ mà là Bobby ngày xưa rồi. Bobby đời mới thì phải to như của mình chứ. Còn của Trung Tung chắc chắn là đời cũ thì mới bé tí như thế này. Lại còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có mỗi 10 cái bong bóng Bobby thì làm sao mình đã được. Ấn mấy cái là hết rồi. Còn của mình có nhiều như thế này. Ấn nó bị đã tay chứ. Thế thì thằng kia tay không biết chơi rồi. Đây này, cầm thử chơi mà xem. Bobby thì có cái gì mà không biết chơi. Hình như là cái Bobby của Chu Tung nghe có vẻ là kêu to hơn cái Bobby của mình đấy. Không phải đâu, cái Bobby của Chung nghe còn bé hơn cả của mình ấy. Không, nhưng mà bây giờ nó xẹp hết như này rồi thì ấn kiểu gì? Một cục to giấy như này làm sao cho nó lôi lên này được? Thế mới gọi là Bobby hiện đại. Chỉ cần ấn một cái là nó sẽ lôi hết sạch lên. Đấy, thấy chưa? Wow, đẳng cấp thật đấy. Ấn đã thật thảo là gọi là Bobby đời mới năm 2023. Nhưng mà chưa hết đâu. Thằng kia tay thấy cái nút ở trên này chưa? Ở đây nó có 3 nút. Nút này là nút chọn chế độ chơi, nút này là nút tắt, nút thứ 3 là nút âm thanh. Và trên này là đầu của phi hành gia. Ở đằng sau là nó có cái loa. Cái loa này nó sẽ phát ra nhạc. Đấy, các bạn nhìn thấy Bobby của mình đẳng cấp chưa? Thì ra là cái Bobby của Trung chạy bằng pin. Thảo nào nó sáng được. Bây giờ mình mới biết có cả Bobby chạy bằng pin luôn đấy. À, mình chợt nhớ là mình cũng có đồ chơi năm 2023. Đây, bạn nào mà chơi game Minecraft chắc chắn các bạn sẽ biết đây là đồ chơi gì. Đây chính là hai hộp rương Minecraft. Tất nhiên là nó sẽ có những thứ liên quan đến game Minecraft rồi. Ở trong Minecraft có những cái gì? Có rất nhiều các khối vuông. Bên trong hộp rương này của mình có rất là nhiều các khối vuông trong Minecraft. Wow, mấy bạn ơi nhìn này. À, thì ra là khối Rubik Minecraft à? Rubik cái gì mà Rubik? Đây chỉ là khối lâm châm Minecraft thôi. Bọn nó dính được vào với nhau như thế này này. Hộp bên này nữa, nhưng mà hộp bên này nó ít hơn nên là nó không được dính với nhau thành hình vuông như thế này. Bây giờ mình sẽ tỏa cho các bạn xem nhá. Một lớp, hai lớp và ba lớp. Nhưng mà bọn nó chỉ là lâm châm thôi. Đây này, lâm châm này, tách ra thì nó sẽ là những khối Minecraft. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Bây giờ nhiều khối Minecraft chưa? Ở đây có một con creep trẻ con này, để nó ra ngoài này. Với cả ở đây có một con thỏ nữa này, con thỏ mắt đỏ, tai đỏ, để nó ngồi đây. Đối chung biết đây là khối gì? Đây là khối đất. Thế còn đây là khối gì? Đây là khối cát. Thế còn đây là khối gì? Đây là khối gỗ. Đừng có đố mình cũng chơi Minecraft nên mình biết đấy. Thôi được rồi các bạn ơi, bây giờ là bọn mình sẽ chơi hẳn Minecraft ở ngoài đời thật luôn. Bây giờ là bọn mình sẽ dùng tất cả các khối lâm châm này để trang trí thành một vùng đất Minecraft cho Trung Tung chơi trước. Bởi vì là Trung Tung vừa bảo là Trung Tung cũng chơi Minecraft rồi. Mình sẽ tạo ra một vùng đất thảo nguyên xanh, bởi vì ở đây có rất là nhiều màu xanh. Đầu tiên là mình sẽ xây khối đất trước. Đây này mấy bạn ơi, những cái khối Minecraft của Thắng nó là lâm châm đấy. Chỉ cần đặt nó vào đây như thế này là nó đã dính được vào với nhau rồi. Đó, như thế này là sắp thành một cái vùng đất rồi còn đâu nữa. Biết rồi, thằng Tây không phải khoe à. 1, 2, 3, 4, 5. Chung nhầm rồi, đây là mấy khối cỏ mà. Sao cỏ lại dính liền với đất được? À, mình nhầm, tại vì nhìn màu sắc của chúng nó giống nhau quá. Còn ở vành này, mình sẽ xếp những khối cát. Ui giời, Trung làm cái gì mà lâu thế? Đưa đây. Mình chuyên chơi Minecraft đây nè, mình sẽ làm quả thảo nguyên của Trung Tung trong vòng 3 phút là xong. Từ lên giờ Trung Tung làm 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy xong. Được việc treo nó dính với nhau thôi mà mãi không xong. Có được mấy cái khối cát này thôi thì bây giờ phải xếp nó thưa thưa ra thì nó mới đẹp chứ. Đó, như thế này nhìn nó cân bằng hơn. Còn cái khối lá cây này bây giờ thằng sẽ dùng nó để làm cái cây. Và đây là thân cây gỗ sồi, đặt nó xuống đây như thế này là đã thành một cái cây rồi. Vẫn còn gỗ nữa này, bên này cũng còn gỗ này, bên này cũng còn gỗ, bên này vẫn còn gỗ. Thế này phải làm thêm nhiều cái lá cây ấy.
đất với cả cây cối đã xong rồi. Bây giờ tới lượt phần khoáng sản. Có khối dưa hấu này, khối ngọc lục bảo này, khối vàng này, khối kim cương này, khối bí ngô nữa này, khối redstone này. Quả dưa hấu thì nó sẽ mọc ở dưới gốc cây. Một quả, hai quả, ba quả. Khối vàng này, khối ngọc lục bảo, khối kim cương. Wow, đẹp chưa? Và cuối cùng là con thỏ cho ngồi đỉnh gốc cây luôn. Còn đây là em Chris Trẻ Châu, cho nó cũng ngồi đỉnh gốc cây luôn. Nếu như cái hòn đảo này mà xuất hiện ở trong game thì chắc chắn chúng ta sẽ sinh tồn được, bởi vì cái gì cũng có luôn. Vàng có, kim cương có, ngọc lục bảo có, cây có, gỗ có, đất có. À, hay là thằng TT dùng những khối Minecraft để trang trí bể cá đi. Như thế thì sẽ thành bể cá Minecraft. Ý kiến của Trung hay đấy. Bây giờ là mình sẽ đi lấy bể cá của mình để trang trí thành bể cá Minecraft. Ở đây mình có bể cá mới toanh luôn, vừa mới mua, chưa có bóc ra. Chả biết người ta tặng cái này để làm cái gì nhỉ? Đâu, đưa xem nào. À, thì ra người ta tặng đồ trang sức đấy. Wow, wow. Mấy bạn ơi, bể cá lần này thắng mua, người ta làm cho xịn sò thực sự luôn. Đây nha, đây là bể cá bằng kính trong suốt luôn, chứ không phải là bằng nhựa như là lần trước. Nhưng mà mấy lần trước kính đấy không xịn sò bằng như này. Kính này người ta còn trang trí một màu xanh 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 xanh. Sờ thì nó không bị sắc sắc bằng cả xương xương đâu. Các bạn nhìn đây này. Wow, đó, mấy bạn nhìn thấy chưa? Nhìn qua cái lớp kính trong suốt này mà mặt của mình vẫn đẹp trai như thế này. Thế mới gọi là bể cá xịn sò chứ. Cái bể cá này mà cho đèn led vào chắc là tuyệt vời luôn. Trung làm cái gì thế? Trang trí bể cá chứ còn làm gì nữa? Mấy cái hộp này nó là bằng giấy, bây giờ nhét vào đây xong thì đó đổ nước vào, nó tan mất. Hai cái hộp này bẩn hết bể cá thì làm sao? À nhỉ, đúng đấy, mình quên. Hay là trang trí bằng cái quả máy bốc bít này của Trung Tung? Thôi thôi, ngâm nước cháy mất cái máy bốc bít của mình. Xem một cái hòn đảo đẹp như này rồi mà bây giờ lại phải dỡ ra để trang trí cái bể cá. Thôi được rồi, bây giờ Trung lấy những khối đất với cả khối cát xếp thành một hàng dài như thế này. Đã trang trí xong cái bể cá Minecraft của tháng. Và bây giờ là ta sẽ đổ cát màu xanh này để tượng trưng cho nước biển. Kiểu như là bên trong này là đất liền, còn ngoài này là biển. Ui, đổ mỗi một ít cát màu xanh vào thôi mà bây giờ nhìn đẹp hơn hẳn luôn. Đây rồi, tháng sẽ in cái bức ảnh này để dán vào cái bể cá của tháng. Một ý kiến sáng tạo cực kỳ là hay. Rõ ràng là trong máy tính có màu mà sao in ra lại không có màu. Trời, nhầm nhật xanh trồng trọt rồi. Rõ ràng mình in có màu mà in ra nó lại không có màu. Hay là cái máy in của mình nó hỏng ấy nhở? Đây rồi các bạn ơi, cuối cùng thì nó cũng đã có màu rồi. Bây giờ là chỉ đợi cái máy in này nó in hết thôi. Như vậy là đã xong một bức tranh để trang trí bể cá rồi. Có bức tranh này thì bể cá của mình nhìn nó sẽ thật hơn, giống trong thế giới Minecraft hơn. Xong bể cá rồi, thế bây giờ lấy cá ở đâu? Cá lần trước lùi chết hết rồi còn đâu. Trời mưa như thế này, đi ra đồng thiếu gì cá. Thằng TT nhìn lên trời kìa. Đấy, sớm như thế ra đồng để nó đánh à? Thôi đi mua cho nhanh. Uầy, thôi xong rồi các bạn ơi, mình đang đi mua con cá mà gặp luôn một chiếc xe buýt, nhưng mà chiếc xe buýt này là chiếc xe buýt quái vật. Uầy 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 uầy, nó đang bỏ tới mình kìa. Trời ơi, có phải nó tới đây để bắt cóc mình không? Chạy chạy, chung các bạn ơi. À, thì ra quái vật xe buýt này tới đây hẹn hò với cái con Jun này. Bọn này nó đang yêu nhau đi nè, thấy chưa? Trái tim lồng lộn lên. Ơi, rồi con Jun nó nghĩ ra một cái sáng kiến để có hôn chiếc xe buýt. Thế là chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt không hôn lại con Jun mà là ăn thịt luôn cách con Jun ấy rồi. Trời ơi, tội nghiệp con Jun đấy. Bây giờ con Jun đấy là miếng mồi ngon cho con quái vật xe buýt. May quá, nó ăn lo cái bụng rồi. Không là nó tìm đến mình, nó ăn thịt luôn cả mình. Nhưng mà cái con quái vật xe buýt đấy rất mật dậy nhỉ. Rõ ràng là con dần dần con Jun đấy thơm thơm mà nó yêu nó. Thế mà nó lo lòng mà ăn thịt luôn cả nó. Nhanh chóng đi mua cá, chứ không ở ngoài này nhiều quái vật lắm. Wow. Sao ai lại để lon coca ở giữa đường thế này nhở? Chắc là cho mình rồi. Trời ơi, mình lại gặp đại ca quái vật rồi các bạn ơi. Con cá mập này nó định làm gì đây? Nó nhìn trước, ngó sau, ngó trước, ngó sau. Càng ngày nó càng tiến gần lon coca rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó sắp uống mất lon coca này rồi.
Chưa, nó chưa uống. Nó vẫn nhìn trước nhìn sau xem là có ai không. Rồi, bây giờ nó mới uống mất của mình đi nè. Trời ơi. À, hay quá. Nó uống cái lon coca này. Thế là con cá mập này nó bị đau đầu. Cho chít chưa. Ai bắt là uống linh tinh. May quá, tí nữa mình mà nhanh chân thêm một bước nữa thôi là mình tranh nhau lon coca với cái con quái vật cá mập đấy rồi. Nó đấm mình vỡ mồm luôn đấy. Thôi, bây giờ có cái gì ở ngoài đường là không để ý. Chạy đi gàng mua cá luôn, còn đi về nhà. Đây rồi mấy bạn ơi, Thắng vừa mua được 10 con cá. Tí nữa là Thắng sẽ để bè cá ở đây, bởi vì là ở đây có sẵn đèn led rồi. Lên là đặt bè cá vào, nó sẽ được đẹp như thế này luôn. Mấy lần trước là Thắng toàn mua cá bảy sắc cầu vồng thôi. Lần này Thắng chỉ mua duy nhất cá có màu đỏ, nhưng mà hơi bị đẹp đấy nha. Mấy lần trước mình làm bè cá không qua cái sục oxy nên là cá toàn bị nghẽo. Nên là lần này mình đã mua thêm máy sục oxy rồi, chắc chắn cá nó sẽ không bị nghẽo nữa đâu. Bè cá lần này nghe có vẻ xịn hơn đấy. Với lại là người ta cho mình một cái đoạn vòi như thế này, chắc là bong bóng nó sẽ xuôi từ đây ra. Đây rồi các bạn ơi, Thắng sẽ dùng những người bạn cầu vồng này để trang trí cái bể cá Minecraft của Thắng nữa. Đã hoàn thành xong bể cá rồi nha, bây giờ là vớt mấy em cá này cho nó sang nhà mới thôi. Ui. À khoan đã, Thắng có thể đổi màu đen nét để cho cái bể cá của Thắng chuyển sang một cái màu khác. Đây các bạn ơi, bây giờ bể cá nó đang màu trắng như này, Thắng sẽ đổi nó sang màu đỏ. Đó, thấy chưa? Wow, thành một bể cá màu khác luôn. Đổi nó sang màu blue nè. Ui, màu này vẫn là màu trắng, màu tím. Màu tím thì vẫn thế, màu vàng đi. Và đây là màu vàng này, màu vàng thì nhìn nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Sao nào còn màu lão nhỉ? À còn màu xanh là cây. Đây, màu xanh là cây thì nhìn nó sẽ xanh lè như thế này. Và đây là màu blue. Wow, hình như là màu blue hợp sao ấy. Chuyển sang cái màu blue vắt là nhìn khác hẳn luôn. Thắng sẽ cho nó nhấp nháy. Đây, nhấp nháy bảy sắc cầu vồng luôn.